Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm cái con này là con tiểu mi Đà Lạt, tiểu mi trống. Nó hót rất là hay mọi người, mời mọi người cùng trải nghiệm. Đây là con tiểu mi Đà Lạt nha mọi người, hót hay lắm. À.